Hai, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh Akitan TV. Ta tiếp tục chuyến hành trình du khí Đà Lạt. Chúng ta đang chuẩn bị đi chợ đêm Đà Lạt, một cái chợ cũng khá nhộn nhịp vào khi chú các cái du khách và mọi người các anh em tới đây để tham quan Đà Lạt. Thì thường chợ đêm Đà Lạt là một cái địa điểm mà chúng ta không thể bỏ qua vào các dịp mà đi đến Đà Lạt này. Đây, chúng ta từ khách sạn Tầm Sưng, chúng ta rẽ đi đến đèn xanh đèn đỏ, rẽ trái đường 3 tháng 2. Thì chúng ta đi thẳng 3 tháng 2 đi tới một đoạn cũng gần 1 km các bạn. Thì sẽ đến chợ Đà Lạt. Nếu các bạn không biết chợ Đà Lạt nằm ở đâu thì các bạn sử dụng Google Maps để tra cứu các bạn, thì cũng dễ dàng thôi. Với thành phố Đà Lạt thì nó cũng không lớn lắm. Chợ Đà Lạt là một cái điểm chúng ta phải nên ghé qua vào một chuyến hành trình Đà Lạt. Đây, các bạn nhìn thấy rất là đông. Chúng ta sẽ rảo bước xuống khu chợ Đà Lạt này, rất là đông người. Chúng ta thường đến đây thì chúng ta sẽ ghé xuống các shop bán bánh mứt các bạn. Thì thường quà Đà Lạt về thì thường là bánh mứt. Chúng ta tới một cái điểm đầu tiên, đây một của một sạp bánh mứt. Chúng ta sẽ tham quan qua một vòng để xem giá cả như thế nào các bạn. Rồi xong người ta qua nhờ một cái điểm thứ hai để coi giá cả coi như thế nào, rồi chúng ta quyết định mua một cái điểm nào đó. Đó, xong rồi chúng ta mua xong các loại, thường là mua các loại trái cây sấy nè, bánh mứt nè, dâu nè, dâu tầm nè, rất là nhiều quà để chúng ta mang về. Rồi xong rồi chúng ta, nếu mà chúng ta mệt thì chúng ta có thể bắt Grab nha các bạn. Thành phố Đà Lạt này là có Grab rồi nha các bạn. Chúng ta lên app chúng ta đặt Grab. Chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ, cảm ơn rất nhiều ạ.